những con sông vốn được coi là sinh khí của Hà Nội. Nhưng nếu nhìn lại toàn cảnh thì chúng ta phải thừa nhận rằng, bao quanh Hà Nội giờ đây là những dòng nước đen kịt với các mức độ ô nhiễm khác nhau. Hà Nội cũng đã từng có nhiều nỗ lực và giải pháp, cũng đã chi nhiều tiền để cải tạo chất lượng nước của các hệ thống sông. Tuy nhiên, những biện pháp này chưa tạo ra được những kết quả như mong muốn. Thủy trúc là phương pháp mà Hà Nội đã lựa chọn để cải tạo chất lượng sông tại một số con sông tại Hà Nội. Và như quý vị và các bạn có thể thấy, chất lượng nước cũng như cảnh quan tại sông Tô Lịch, đoạn ngã tư Sở Láng Hạ thì đã được cải thiện rất là nhiều so với những năm trước đây. Tuy nhiên, những bè thủy trúc như thế này thì không phải là biện pháp lâu dài để có thể cải tạo được chất lượng nước vốn đã ô nhiễm nhiều năm của Hà Nội. Thủy trúc là loại cây thủy sinh, thân rễ có thể hấp thụ các chất hữu cơ, bổ sung oxy trong nước. Tuy nhiên, những bè thủy trúc này chỉ có thể sử dụng từ 3 đến 4 năm. Mặc dù đây là một phương pháp có chi phí thấp, nhưng theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Hồng Côn, thì đây cũng chỉ là biện pháp tạm thời, do hiện nay nguồn nước tại các con sông nội đô chứa quá nhiều tạp chất. Ít nhiều thì nó cũng xử lý được một chút các cái chất ô nhiễm, đặc biệt là các chất ô nhiễm, ví dụ như là về các cái hợp chất nitơ, các chất phốt pho có ở trong dòng nước này thì nó có thể là giảm đi một chút gì đó cái ô nhiễm của dòng nước. Nó chỉ là một cái gọi là một cái ý tưởng tốt, chứ còn thì nó không thể là một cái biện pháp để xử lý ô nhiễm của cái dòng sông này được. Những dòng nước chưa qua xử lý vẫn cứ đổ trực tiếp ra sông như thế này. Chỉ tính riêng trong khu vực nội đô, mỗi ngày đã có từ 450 đến 500.000 mét khối nước chưa qua xử lý được đổ ra các con sông. Thế nhưng khu vực nội đô mới chỉ có duy nhất hai trạm xử lý nước thải là Kim Liên và Trúc Bạch. Dù có chạy hết công suất cả ngày lẫn đêm, lượng nước được xử lý cũng chưa đầy 1%. Hiện nay thì chúng tôi đánh giá là nếu cho đến cuối nguồn thì chúng ta xử lý được khoảng độ trên 10%. Tuy nhiên nếu từ dọc từ đầu nguồn suốt cả một cái lưu vực mà chảy dài theo các con sông thì cái lượng nước thải xử lý của chúng ta không lớn. Theo các chuyên gia, để cải tạo chất lượng nước các con sông Hà Nội thì nhất thiết phải xử lý được nguồn nước thải. Cái ô nhiễm của dòng sông Tô Lịch này cũng như là các dòng sông khác như sông Lừ, sông Xét, sông Kim Ngưu ở trong thành phố đấy, thì cái quan trọng nhất tức là ta phải cắt được cái nguồn nước thải trực tiếp vào dòng sông. Có nghĩa là gì? Cái việc đầu tiên là ta phải là thu gom toàn bộ các lượng nước thải mà nó đang thải vào trong dòng sông này để ta xử lý. Có thể là sau khi xử lý rồi thì ta sẽ bơm trở lại cái dòng sông. Chất lượng nước thì vẫn phải quay lại cái bài toán là phải xử lý được nước từ gốc. Cái còn lại thì hiện nay chúng tôi cũng đang và cùng rất nhiều các cơ quan, rất nhiều những người tâm huyết cũng nghiên cứu các cái giải pháp khác nhau để hỗ trợ, để cải thiện phần nào. Tuy nhiên thì đây cũng chỉ là những cái giải pháp gọi là tạm thời, chứ còn về lâu dài thì như chúng ta vẫn phải thực hiện theo quy hoạch. Hà Nội sẽ tiếp tục chi thêm nhiều tỷ đồng để cải tạo các con sông. Cải tạo như thế nào, phương pháp ra sao, vẫn còn chờ sự lựa chọn tỉnh táo của các cơ quan chức năng.